Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một thông tin vui của Đoàn thể thao tỉnh Hưng Yên. Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra giải vô địch cử tạ trẻ toàn quốc với sự tham dự của gần 200 vận động viên tới từ 27 đoàn của các tỉnh thành ngành trong cả nước. Các vận động viên nam thi đấu tranh tài ở 10 hạng cân từ 55 kg tới 109 kg. Các vận động viên nữ thi đấu ở 10 hạng cân từ 49 kg tới 87 kg. Đoàn Hưng Yên có 7 vận động viên tham gia, trong đó vận động viên Linh Văn Hiệp đã giành 3 huy chương vàng ở hạng cân 61 kg với các nội dung thi đấu là cử giật, cử đẩy, tổng cử. Thành công này của vận động viên Linh Văn Hiệp là kết quả tốt để bản thân em cũng như các vận động viên môn cử tạ chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo trong năm. Trong số 48 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam trong đợt tập trung từ ngày 18 đến 28 tháng 8, câu lạc bộ Phú Hiến có 2 cầu thủ là tiền vệ Nguyễn Trọng Long và tiền vệ Uông Ngọc Tiến đều 20 tuổi. Trọng Long đang có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ Phú Hiến khi tiền vệ có lối chơi sáng tạo này là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất từ đầu mùa. Còn với Ngọc Tiến, đây là một tiền vệ phòng ngự chắc chắn, lối chơi thông minh, có khả năng cầm trịch ở khu vực giữa sân. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên hiện có trên 10 cơ sở phòng tập thể thao hoạt động với các môn gym, yoga và zumba. Mỗi phòng tập thu hút hàng trăm lượt người tham gia tập luyện mỗi ngày. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công điện khẩn số 2137 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung đối với các cơ sở tập gym, yoga, tập thể hình, làm đẹp không quá 10 người trong một phòng. Sau khi có công điện, các phòng tập thể thao trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động tạm thời đóng cửa để phòng tránh dịch bệnh như Jasmine Yoga and Fitness Hưng Yên, câu lạc bộ thể hình Linh Gym. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các phòng tập thể dục thể thao đều đóng cửa phòng chống dịch. Nhiều người dân ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu lựa chọn tập tại nhà nhằm không gián đoạn quá trình tập luyện, đồng thời rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta, hưởng ứng khuyến cáo của Bộ Y tế về việc tập thể dục tại nhà, nhiều thanh niên trong xã mua sắm máy chạy và dụng cụ tập thể thao đa năng để duy trì tập gym. Những phụ nữ trung niên phát động phong trào tập yoga, thể dục dưỡng sinh tại gia đình, vừa thuận tiện, đơn giản, không phải tiếp xúc với nhiều người. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2020 sắp diễn ra. Trong số hơn 200 vận động viên chuyên nghiệp đang rèn luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên, thì Mai Mỹ Trinh là vận động viên duy nhất vinh dự được lựa chọn tham dự đại hội lần này. Mai Mỹ Trinh hiện nay là kiện tướng quốc gia và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Em sinh năm 2002, quê gốc ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, nhưng tuổi nhỏ đã theo bố mẹ vào Bạc Liêu sinh sống. Năm học lớp 7, Trinh về quê sống cùng ông bà nội. Cùng thời gian đó, huấn luyện viên Nguyễn Nhật Thuần của đội tuyển USU Hưng Yên về trường trung học cơ sở Phan Xào Nam tuyển vận động viên và Trinh được chọn vì có tố chất. Với niềm đam mê thể thao và sự quyết tâm tập luyện, em đã ghi tên mình với ngôi vị cao nhất tại nhiều giải toàn quốc như huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Đặc biệt trong năm 2019, Mai Mỹ Trinh là vận động viên duy nhất của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên giành được 3 huy chương vàng hạng cân 70 kg tại 3 giải đấu toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ và giải cúp quốc gia. Với những thành tích trên, em đã có nhiều đóng góp cho thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên. Mai Mỹ Trinh là một vận động viên có tài năng của tỉnh. Cháu 16 tuổi nhưng đã giành 3 huy chương vàng vô địch giải quốc gia. Năm đại hội năm 2018 thì cháu cũng là giành huy chương vàng. Năm tới những có cái định hướng tốt thì sẽ gửi các cháu sang những trung tâm mạnh như ở Trung Quốc và những trung tâm mạnh trong toàn quốc. Hướng của tỉnh và cũng như của trung tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu giành thành tích cao nhất cho tỉnh. Vừa qua tại giải vô địch USU toàn quốc, không may khi Mai Mỹ Trinh đã bị chấn thương sụn vai. Tuy nhiên khi biết mình được vinh dự tham dự đại hội thi đua yêu nước, Trinh rất phấn khởi và quyết tâm tập luyện để nhanh chóng bình phục, trở lại các giải đấu cấp quốc gia. Em rất là tự hào khi được đại diện cho các vận động viên Hưng Yên đi tham dự đại hội thi đua yêu nước. Giải vừa rồi em đi thi đấu em bị rách sụn vai, thế em sẽ cố gắng hồi phục chấn thương để đấu các giải vô địch quốc gia khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.